Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1123 bộ truyện Võ luyện điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1123 của bộ truyện này. Võ luyện điên phong, chương 5264 Đại diễn Đông Tây Quân từ trụ sở Càng Khôn xuất phát. Lần này nếu hết thảy thuận lợi, chỉ cần một tháng liền có thể đến đại diễn. Mười ngày tu chỉnh, đại quân chỉ có thể nói là có khả năng có tai chiến cùng hành động cũng không hề hoàn toàn khôi phục lại. Các tướng sĩ thụ thương đang trong chiến hạm của tiểu đội mình đều tức chữa thương. Từng vị trận pháp sư, luyện khí sư lại càng bận rộn chạy đi chạy về trong từng chiếc chiến hạm. Tù bổ bí bảo, pháp trận bị tổn hao. Bên phía thần hy, Văn Thành Kính cùng Trương Dương mới đến rất nhanh đã cùng đội viên khác làm quen. Được Phùng Anh an bài chức vụ cùng nhiệm vụ. Ngược lại huyết nha cùng tất cả mọi người lộ ra vẻ còn không có hợp nhau. Một mình đứng phía trước bon thuyền cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Dương Khai không thèm quan tâm hắn. Trong cậy vào gia hỏa huyết nha này có thể hòa làm một thể cùng những người khác là không thể nào. Lai lịch, quá khứ cùng tính cách đã chú định hắn không cách nào làm được chuyện này. Chẳng qua hiện nay huyết nha cùng ngày xưa đã có chỗ khác biệt. Điểm này Dương Khai có thể cảm thụ được huyết nha ngày xưa có lẽ chỉ là vì bị tình thế bức bách được đưa đến mặt chi chiến trường này cùng mặt tộc tranh đấu mà bây giờ lý do hắn cùng mặt tộc tranh đấu không đơn giản chỉ là tình thế mà còn liên quan đến đạo tâm mặc dù chịu ân cứu mạng của tiểu đội cũ huyết nha có lẽ cũng sẽ không đội ơn chỉ cảm thấy cách làm của những người đã chết quá mức ngu xuẩn nhưng ân cứu mạng dù sao cũng là ân cứu mạng có thể không đội ơn lại không thể không hoàn lại đây chính là đạo của huyết nha bên trong khoang thuyền dương khai đã kiểm tra xong thương thế của ninh kỳ chí hắn dặn dò những ngày này tịnh dưỡng là được rồi nếu như lại có chiến sự ngươi không cần thiết phải xuất thủ một trận chiến trước kỳ thái sơ vẫn lạc ninh kỳ chí trọng thương thương thế cực kỳ nghiêm trọng bởi vì vết thương nằm ngay vị trí tiểu càng khôn Trận chiến kia nếu không có Dương Khai kịp thời cứu viện, tiểu càng khôn của hắn sợ rằng đã bị đánh cho nổ. Nếu thật sự xuất hiện tình huống như vậy, vẫn là không đơn giản chỉ là một mình kỳ thái sơ. Mặc dù sống sót, nhưng tiểu càng khôn của Ninh Kỳ Chí cũng vì vậy mà bị tàn phá đến mức không chịu nổi. Cũng may, trong tay của Dương Khai còn có huyền tẩn linh quả. Năm đó tại Bích Lạc Quang, Dương Khai đã cố ý di chuyển một chút huyền tẩn linh quả thụ cùng đại lượng dược liệu dùng để luyện chế khuôn mặt đang trong tiểu càng khôn của mình. Những vật này đều được an trí trong dược viên, mà trong dược viên còn có hai tiểu mộc linh mộc châu cùng mộc lộ quản lý. Cho dù là loại dược liệu nào cũng đều được hai người chăm sóc rất tốt. Là bởi vì tốc độ thời gian trôi qua bên trong tiểu càng khôn không giống với bên ngoài. Bây giờ đã qua ngàn năm, huyền tẩn quả thụ được trồng bên trong sớm đã nở hoa kết trái. Nhung khai hái xuống chiếm thành trong đó nộp lên trên, cung cấp cho các tướng sử dụng, chỉ lưu lại một thành để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Huyền tẩn linh quả là loại linh quả duy nhất cho đến tận nay dân tộc phát hiện có thể tu bổ tiểu càng khôn. Ninh Kỳ Chí cũng bởi vậy nhặt về một mạng. Công hiệu của huyền tẩn linh quả mặc dù cao minh Thế nhưng để tu bổ lại cũng là cần thời gian. Trước khi tiểu càng khôn triệt để khôi phục, Ninh Kỳ Chí không cách nào lại dễ dàng động thủ. Nếu không, thường thế sẽ chỉ càng thêm trầm trọng hơn. Nghe Dung Khai nói như vậy, Ninh Kỳ Chí liên tục gật đầu, nhưng mà không có bao nhiêu vui mừng. Kỳ Thái Sơ vẫn lạc. Trong toàn bộ thần hy tiểu đội có Kỳ Thái Sơ, Ninh Kỳ Chí lại thêm thẩm ngao đều là mặc đồ do Dương khai từ mặt tộc bên kia mang về. Ngày bình thường, ba vị này giao tình là tốt nhất. Vô số lần trên chiến trường kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Mà bây giờ lại không còn ai có thể cùng hắn và thẩm ngao cùng nhau uống rượu, đàm pháp luận đạo. Dương Khai nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai hắn, quay người đi ra ngoài. Vừa ra liền thấy thân ảnh đơn độc, dáng vẻ tiêu điều của huyết nha trên ban thuyền. Hắn cũng không để ý, tự tiến về xương phòng, ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa đẩy cửa phòng ra, Dương Khai trợn mắt nhìn vào trong, lặng yên trong chốc lát, lại nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại. Bên tai truyền đến thanh âm. Vào đây nói chuyện đi. Dương Khai sách một tiếng, bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa đẩy cửa phòng đi vào. Đối với người ngồi trên giường mình, không người hành lễ. Lão Tổ, không ai biết tiêu tiếu lão tổ từ khi nào đi vào phá hiểu. Bất quá, lão tổ có tu vi cử phẩm chí tôn. Nếu như muốn che giấu hành tung của mình, thì trên phá hiểu không ai có thể phát giác. Tiêu tiếu lão tổ liếc mắt nhìn hắn rồi chế nhạo nói. Tại sao mở cửa phòng ra? Là sợ người bên ngoài lời ra tiếng vào hay sao? Dung Khai quả quyết nói. Không có khả năng, không có khả năng. Tiêu tiếu lão tổ hừ nhẹ nói Dương khai ân cần Thường thế lão tổ ra sao rồi? Có phải cần địa phương chữa thương hay không? Tiêu tiếu lão tổ nghe thì khoát tay Tạm thời thì không cần chữa thương Chờ mọi chuyện an ổn xuống rồi tính sau Một trận chiến trước Thường thế không tính là nghiêm trọng Dương khai ngạc nhiên hỏi Vậy lão tổ có gì cần chỉ giáo hay sao? lão tổ bỗng chạy đến nơi ở của mình, rõ ràng không phải muốn cùng mình nói chuyện phím. Tiêu tiểu lão tổ cũng không khách khí mà đưa tay nói. Đưa cho ta mấy bộ không linh châu. Dù sao cùng tiêu tiếu lão tổ ở trong tiểu càng khôn của hắn sinh sống rất nhiều năm. Lẫn nhau có nhiều lần nói chuyện phím, Dung Khai đã từng nói về không gian chi đạo của mình, để xem lão tổ có thể nào chỉ điểm một hai hay không. Không linh châu, lão tổ tự nhiên biết dương khai cũng không hỏi nàng muốn không linh châu làm gì lúc này lấy mấy bộ ra rồi đưa tới lão tổ tiếp nhận rồi lách mình liền đi dương khai chỉ vừa nháy mắt trong phòng liền không còn thân ảnh của lão tổ chỉ nghe bên tai truyền đến thanh âm của lão tổ báo cho người của ngươi hãy nghỉ ngơi một chút lần này đi đại diễn sẽ không có chiến sự dương khai nghe thì ngạc nhiên đã dẫn đại quân đi binh phát đại diễn nghĩa là muốn tiến hành trận chiến sau cùng để thu phục đại diễn. Nhưng nghe ý trong lời nói của lão tổ, tự hồ chuyến này có thể không đánh mà thắng, đem đại diễn thu phục. Chẳng lẽ mặt tộc chịu chấp tay dân đại diễn hay sao? Dương Khai nhíu mày, tâm tư biến ảo một phen, rất nhanh suy nghĩ ra điểm mấu chốt, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Tuy nói như thế sẽ có một vài tai họa ngầm, nhưng đối với đại quân nhân tộc bây giờ mà nói lại là chuyện tốt. Không nói đến tình huống Nam Bắc quân bên kia ra sao, đồng tây quân bên này vừa mới trải qua một trận đại chiến. Trong thời gian ngắn nếu lại trải qua thêm một trận chiến nữa, tổn thất sợ rằng sẽ không có nhỏ. Nếu có thể không đánh mà thắng, đem đại diễn quan thu phục, liền có thể tránh được những tổn thất không cần thiết. Về phần lão tổ muốn không linh châu. Dương Khai suy nghĩ, âm thầm vì mặt tộc vương chủ kia mặc niệm một lát có lẽ rất nhiều năm về sau vương chủ mặt tộc đều không có biện pháp sống nguyện ổn chữa thương tại trụ sở nam bắc quân lý tinh được an trí trong một lầu cát trong lầu cát tự có trận pháp bao phủ chỉ cần mở ra trận pháp liền có thể an tâm ở trong đó tu hành không bị bên ngoài quấy nhiễu trừ phi trận pháp bị công kích Bất quá, giờ phút này hắn không có tâm tình đi tu hành. Sợ dĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn không có lập tức trở về đông tây quân bên kia, là muốn nghiệm chứng suy đoán của vị quân đoàn trưởng Mễ Kinh Luân có chính xác hay không. Đồng thời hắn cũng muốn biết tình hình chiến đấu đông tây quân bên kia ra sao. Tuy nói hắn từ hạng sơn bên kia biết được rất nhiều chuyện cơ mật, biết một trận chiến cuối cùng này đông tây quân muốn thắng không có khó. Khó khăn là lão tổ có thể thành công chém dứt mặt tộc vương chủ hay không. Nhưng khi kết quả vẫn chưa rõ ràng, ai cũng không dám cam đoan. Muốn biết tình hình chiến đấu của Đông Tây Quân cũng rất đơn giản. Chỉ cần nhìn mặt tộc từ đại diễn phản ứng liền có thể biết. Cho nên, Lý Tinh một mực quan sát phương hướng đại diễn quan, muốn nhìn rõ thế cuộc bên kia. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa mà thực lực của hắn chỉ là thất phẩm, cho nên mặt tộc từ đại diễn thật có động tĩnh gì, hắn cũng không nhìn thấy. Ngay khi hắn mong mỏi, một bóng người hóa thành lưu quan, từ phương hướng đại diễn gấp rút lướt tới. Lý tinh hai mắt tỏa sáng trong lòng biết, người này hẳn là người phụ trách giám thị động tĩnh đại diễn, bây giờ chạy về, khẳng định là có tin tức cần báo cáo. Quả nhiên, người kia sau khi trở về lập tức liền lên trung quân khu mặt hạm Lý Tinh muốn đi tìm hiểu một phen, lại e sợ đường đột. Dù sao hắn cũng không phải là tướng sĩ Nam Bắc Quân, nào có tư cách tùy ý đặt chân lên trung quân khu mặt hạm. Chờ hồi lâu, chợt thấy người lúc trước từ phương hướng đại diễn trở về một lần nữa lộ diện. Lý Tinh vội vàng ngăn lại đường đi, rồi ôm quyền nói. Vị sư huynh này, xin dừng bước. Người kia cũng là thất phẩm khai thiên, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nhận ra hắn liền cười nói là lý huynh từ đông tây quân bên kia lý tinh bận biểu xưng phải rồi mở miệng hỏi xin hỏi sư huynh mặt tộc tự đại diễn phải chăng có động tĩnh gì thất phẩm kia do dự một chút cảm thấy việc này cũng không phải là cơ mật gì mới mở miệng nói lý huynh nói không sai vừa rồi mặt tộc từ đại diễn bên kia bỗng có chút phản ứng dị thường tự hồ có chút bạo động. Bất quá bởi vì quan ải cách trở, chúng ta mặc dù cố gắng dò xét cũng không thể nào xác minh đến cùng là nguyên nhân gì. Có lẽ đúng như tình báo của Lý Huynh trước đây mang tới, đồng tây quân đại hoạch toàn thắng, tin tức từ vương thành mặt tộc bên kia truyền đến đại diễn, mặt tộc mới có thể bất an như vậy. Lý Tinh phấn chấn không thôi. Tất nhiên là vậy rồi. Thất phẩm kia cười nói, ta cũng cảm thấy là vậy, cho nên tranh thủ thời gian quay trở về báo cáo cho hai vị quân đoàn trưởng. Lý Huynh à, ta còn phải đi giám thị tình huống đại diễn bên kia, không thể nào tiếp tục cùng người hàng huyên, xin đi trước một bước. Nói rồi ôm quyền rời đi. Tâm tình của Lý Tinh rốt cuộc cũng trầm tĩnh lại. Mặt tộc từ đại diễn có động tĩnh đây nhất định là do Vương Thành bên kia thất bại. Mặt tộc tại Vương Thành thất bại, vậy nói rõ kế hoạch Đông Tây Quân lúc trước có thể áp dụng Đông Tây Quân đã thắng. Như vậy hắn cũng không cần quay trở về Đông Tây Quân, bởi vì căn cứ theo kế hoạch ban đầu, đại chiến bên kia nếu như Đông Tây Quân thắng, không bao lâu sau Đông Tây Quân liền sẽ tới đây hội hợp cùng Nam Bắc Quân. Hắn chỉ cần ở đây lặng lặng chờ là được, vừa vặn nghiệm chứng phỏng đoán của Mễ Kinh Luân có chính xác hay không. Vị thất phẩm khai thiên kia từ biển Lý Tinh thẳng đến phương hướng đại diễn. Không tới nửa canh giờ, liền tôi đến trên một khối phụ lục. Phụ lục giờ phút này còn có hai vị thất phẩm khai thiên khác tỏa trấn. Hai vị này, một người trong đó toàn thân ma khí cuồn cuộn, rõ ràng là xuất thân từ vạn ma thiên, mà một người kia lại nhìn không ra lai lịch xuất thân. Người này mặc một bộ áo xanh, một thân khí tức có vẻ cực kỳ tự nhiên thuần khiết. Lúc này trong hai vị thất phẩm khai thiên, một người mắt trái hóa thành màu vàng chính là dấu hiệu đang thúc giục diệt thế ma nhãn. Mà vị áo xanh thất phẩm cũng không biết thì đồng thuật, thần diệu gì, hai con người lại hóa thành màu hổ phách, ẩn ẩn có hào quang lưu động. Hai người ngồi ngay ngắn một chỗ, theo phương hướng đại diễn, nhìn trộm hư thực trong đó. Động thiên phúc địa nhân tài đông đúc, tìm hai người tu luyện đồng thuật giám thị đồng tĩnh mặt tộc từ đại diễn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ba người này một tổ, hai người phụ trách giám thị, một người phụ trách báo cáo phân công minh sát. Trải qua một lát, đệ tử vạn Ma Thiên bỗng nhiên khẽ di một tiếng. Cùng lúc này thất phẩm có hai con người hóa thành màu hổ phách, cũng nháy nháy mắt, hiển nhiên đều có chỗ phát hiện. Chương 5265 Có mặt tộc xuất quan Đệ tử Vạn Ma Thiên bỗng mở miệng nói. Bao nhiêu nhân mã? Vị thất phẩm khai thiên vừa mới trở về khẩn trương hỏi thăm. Mặt tộc những năm này mỗi lần xuất quan đều không phải là chuyện gì tốt. Nhiều lần đều là cùng Nam Bắc quân đại chiến một trận, sau đó bị đánh trở về. Cho nên nghe có mặt tộc xuất quan, thất phẩm này tự nhiên sẽ khẩn trương. Vị thất phẩm Vạn Ma Thiên kia nói. Không nhiều, mấy chục mà thôi, vì thất phẩm áo xanh nhíu mày nói. Xem ra mễ đại nhân suy đoán không có sai. Đây có thể là sứ giả của mặt tộc. Bọn hắn đã phụng mệnh phụ trách ở đây giám thị đồng tỉnh mặt tộc đại diễn. Mễ Kinh Luân tự nhiên cũng cáo tri lý do giám thị cho bọn hắn biết. Trước đó bọn Lý Tinh vẫn không có hiểu. Hai tộc nhân mặt trên mặt chi chiến trường này huyết hải thâm cừu không cách nào hóa giải. Gặp mặt lần nào đều là liều ngươi chết ta sống, còn chưa bao giờ có tiền lệ một phương điều động sứ giả hướng một phương khác. Họ đều cảm thấy việc này không có khả năng phát sinh. Nhưng chuyện này là do chính miệng Bể Kinh Luân nói, bọn hắn cũng không dám hoài nghi. Một nhóm mười mấy tên mặt tộc từ phương hướng đại diễn mà tới, rõ ràng chỉ có thể là sứ giả. Hành sự theo kế hoạch sao? Vạn Ma Thiên thất phẩm nhíu mày. Thất phẩm áo xanh vuốt cầm nói hành sự theo kế hoạch chỉ là không biết bọn hắn có bao nhiêu lãnh chúa nếu là quá nhiều mà nói chúng ta ăn không có nổi vạn ma thiên thất phẩm nhếch miệng cười yên tâm mễ đại nhân nói chúng ta coi như có đồng thủ bọn hắn cũng sẽ không dám hoàn thủ chính là vượt chủ ở trước mặt thì như thế nào dù sao theo bọn hắn nghĩ chúng ta bây giờ còn không có cách nào để có thể thăm dò tình hình chiến đấu bên vương thành Hai người khác cũng gật đầu, chợt thôi động bí thuật che lấp thân hình, che giấu khí tức. Đồng thời trở về đưa tin. Rất nhanh, liền có vài chiếc chiến hạm nhân tộc lặng lẽ tìm đến cùng nhau mai phục. Mấy chục mặt tộc từ phương hướng đại diễn xuất quan thẳng tới nơi đây. Trước sau bất quá gần nửa ngày, liền đã đến gần mảnh phụ lục phá toái này. Đến nơi, tu vi một đội mặt tộc này liếc mắt đã thấy ngay. Mấy vị lãnh chúa, còn lại đều là thượng vị mặt tộc không có vực chủ tỏa trấn. Xem ra vực chủ cũng là sợ chết. Sợ khi chạy đến nơi đây sẽ bị cường giả nhân tộc chưa tra hỏi đen trắng đã đem bọn hắn giết. Cho nên điều động chút lãnh chúa tới tìm kiếm đầu ngọn gió. Không có vực chủ, một đám tướng sĩ nhân tộc đang mai phục liền an tâm. Đợi cho một đội mặt tộc kia đi bay qua vị trí của mảnh vỡ phù lục này, trận pháp trên mấy chiếc chiến hạm liền kêu vù vù bí thuật bí bảo tề phát đổ ập xuống đám mặt tộc đang đi tới. Bỗng nhiên thấy ba động năng lượng bộc phát, nguy hiểm to lớn bỗng nhiên bao phủ, để cho nhóm mặt tộc tâm tình vốn đã bất định kinh hãi không thôi, dưới sự bôi rối tan ra bốn phía. Bất quá dưới uy năng của chiến hạm, nhóm mặt tộc vẫn không có thể tránh khỏi vận đuổi, trong nháy mắt đã chết gần một nửa. Không chờ cho bọn hắn lấy lại tinh thần từng chiếc chiến hạm nhân tộc đã hiển lộ thân ảnh. Từ trên những chiếc chiến hạm, từng vị thất phẩm nhân tộc nhảy ra điên cuồng công kích bọn hắn. Một tên lãnh chúa mặt tộc cầm đầu, chật vật trốn tránh một bên hô to. Dừng tay, chúng ta không phải đến để gây sự cùng với nhân tộc. Chúng ta là phụng mệnh hồng đế vật chủ, đến đây cùng nhân tộc hòa đàm. Giọng nói như chuông đồng truyền khắp mọi nơi tướng sĩ nhân tộc sao lại quan tâm đến hắn chỉ coi hắn là đang thả rắm nhìn thấy cuộc chính như dự đoán trước đó của mẹ đại nhân những mặt tộc này bị công kích quả nhiên cũng không dám hoàn thủ chỉ biết trốn tránh ra tay càng tàn nhẫn vô tình mấy vị lãnh chúa đáng thương lúc trước mấy lần cùng nam bắc quân chính diện giao phong đều không có vẫn lạc ngoan cường mà sống tiếp có thể nói là tinh nhuệ trong mặt tộc nhưng hôm nay tại nơi này lại bị đánh cho chạy trối chết. Một vị thấy trốn tránh sẽ chỉ làm cục diện ngày càng hỏng bét. Đợi cho những lãnh chúa này phát giác ra thế cục không ổn, muốn phản kháng lại thì đã chậm. Từ khi tướng sĩ nhân tộc đánh lén bọn hắn, trước sau bất quá chỉ một chén trà, một đội mười mấy tên mặt tộc liền bị giết sạch. Mặt tộc cầm đầu trước khi chết còn đang gào to. Chúng ta thật là đến hòa đàm, từ đầu cho tới cuối, nhân tộc đều không để ý đến hắn, để cho hắn bị khuất mà chết. Mặc dù trong lòng biết rõ bọn hắn đúng là đến hòa đàm, nhưng lại không ai đáp bọn hắn. Bởi vì những thủ hạ của mặt tộc này có lẽ đều đã lây dính máu tươi cùng tính mệnh của một vị tướng sĩ nhân tộc nào. Trên tường thành của đại diễn quan, chúng vực chủ sánh vai sừng sững đưa mắt nhìn ra xa khi thấy một đội mười mấy tên mặt tộc bỏ mình trong hư không, sắc mặt các vị vực chủ đều cực kỳ khó coi. Mặc dù biết mặt tộc bị phái đi ra sẽ không có kết quả tử tế, nhưng làm sao cũng không ngờ nhân tộc lại ra tay không chút lưu tình. Bất quá cuộc diện này cũng nằm trong dự liệu. Hai phe vốn là tử địch. Một phương bỗng nhiên muốn muốn đi hòa đàm, một phương khác làm sao có thể lập tức tin tưởng. Tự nhiên là tiên hạ thủ vi cường đánh trước rồi nói. Chính là vì có cân nhắc này, lần hòa đàm thứ nhất này mới không có vực chủ đi cùng. Chỉ là điều động một chút lãnh chúa cùng thượng vị mặt tộc đi qua. Thế cục so với trong tưởng tượng càng gian nan Hồng Đệ trầm giọng nói. Tình huống như vậy, chư vị có ai có thượng sách nào không? Tối thứ nhất, phải cùng nhân tộc bên kia bắt được liên lạc mới có khả năng hòa đàm. Nếu không có cách nào liên hệ cùng nhân tộc bên kia, phải ra bao nhiêu mặt tộc đi qua đều là tự tìm chết. Chúng bực chủ trầm mặt, nhìn tình cảnh vừa rồi. Nhân tộc gặp mặt tộc, trước tiên liền thống hạ sát thủ. Căn bản là không có cách nào giao lưu, đâu còn có thể liên hệ được cái gì. Thời điểm tin tức Vương Thành đại chiến thất bại, Vương chủ bị đánh trọng thương truyền đến, bọn hắn đều giật nảy mình. Mấy trăm năm nay, bên phía Vương Thành luôn có một nhóm đại quân nhân tộc đến công thành. Cách mỗi 20 năm, song Vương liền sẽ bột phát một trận đại chiến. Những việc này, mặt tộc tại đại diễn đều biết đến. Dù sao giữa các mặt xào có thể truyền lại tin tức cho nhau, cực kỳ thuận tiện. Qua nhiều năm như vậy, Vương Thành bên kia mặc dù mỗi lần chiến đấu đều có tổn thất, nhưng tổn thất không nghiêm trọng lắm. Vương chủ cùng lão tổ nhân tộc tranh đấu cũng có thể nói cân sức ngang tài người này cũng không thể làm gì được người kia. Đột nhiên, thế cục Vương Thành liền chuyển biến đột ngột, để cho bọn hắn thật sự khó có thể lý giải được. Cuối cùng, sau khi tìm hiểu mới biết, là tổ nhân tộc những năm này một mực che giấu tình hình hồi phục thương thế, lợi dụng mỗi một lần làm cho vương chủ tích lũy thương thế, bỗng nhiên bộc phát, đánh cho vương chủ trốn về Vương Thành. Bên kia, đại quân nhân tộc mặc dù rút về trụ sở, nhưng tình huống bên Vương Thành cũng không có ổn gì. Để cho mặt tộc tại đại diễn bên này hơi có chút lo lắng, e sợ cho Vương Thành thật sự sẽ bị đại quân nhân tộc công phá. Ngày sau đó, tin tức khiến cho bọn hắn càng thêm sợ hãi truyền tới. Đại quân nhân tộc sau một trận chiến kia, 10 ngày bỗng toàn quân xuất động, rời khỏi trụ sở càng khôn đã đóng giữ mấy trăm năm, hướng thẳng đến phương hướng đại diễn quan. Cái này phải làm sao? đại diễn quan bên này vốn đã có một chi đại quân nhân tộc ngăn ở cửa nhà để cho bọn hắn không thể nào động đậy. Giờ lại có một chi đại quân khác tới. Mặt tộc tại đại diễn đâu còn lối thoát. Hướng chi, trong chi đại quân nhân tộc kia còn có lão tổ nhân tộc tỏa trấn. Có thể nói, khi hai chi đại quân nhân tộc tụ hợp, chính là lúc mặt tộc tại đại diễn mạc lộ. Vực chủ đại diễn môn một mảnh bối rối. Cũng may, Vương Thành bên kia còn có một mệnh lệnh khác truyền đạt tới, để mặt tộc tại đại diễn rút khỏi đại diễn. Hồng để trong lòng muôn vàng không bỏ, nhưng vì tính mạng của mình cũng chỉ có thể từ bỏ địa bàn. Nhưng làm sao để rút khỏi đại diễn cũng là một vấn đề. Những năm gần đây, mặt tộc tại đại diễn chỉ cần có chút dị động liền sẽ khiến đại quân nhân tộc đề phòng đủ kiểu. Cho nên, nếu mặt tộc bên này mà muội đi khỏi đại diễn rất có thể sẽ gây nên hiểu nhầm cho nhân tộc Đến lúc đó Một trận đại chiến sẽ là không thể tránh Càng nghĩ chúng vực chủ càng cảm thấy Hay là cùng nhân tộc hòa đàm một chút Thì tốt hơn Lúc này mới có việc bọn hắn điều động Một đội quân mặt tộc xuất quan Theo bọn hắn nghĩ Bọn hắn có ưu thế trên tình báo Bởi vì bọn hắn biết Tình huống chiến sự cụ thể ở Vương Thành Mà đại quân nhân tộc chưa hẳn đã biết như vậy liền có thể lợi dụng điểm này tới làm văn chương. Nếu không, một khi đại quân nhân tộc đã biết trận chiến ở vương thành mặt tộc thất bại, mặt khác, một chi đại quân nhân tộc khác đang trên đường cùng bọn hắn tụ hợp, bọn hắn chưa hẳn nguyện ý cùng mặt tộc nói chuyện với nhau. Đứng trên lập trường của nhân tộc, đem mặt tộc ngăn ở đại diễn chờ viện quân đến, không thể nghi ngờ là tốt hơn. Cho nên, sự tình hòa đàm nhất định phải xong trước khi hai chi đại quân nhân tộc bắt được liên lạc. Nếu không, vạn sự đều coi như xong. Hồng để quay đầu nhìn về một đám vực chủ đang trầm mặt, thầm mắng một đám phế vật. Thời khắc mấu chốt, một chút suy nghĩ đều không thể giúp. Chỉ có thể hỏi bác phẩm mặc đồ kia. Chu Kỳ, người xuất thân từ nhân tộc. Dưới loại tình huống này, người có đề nghị gì không? vị bác phẩm mặc đồ chu kỳ, toàn thân từ trên xuống dưới đang không ngừng phun trào mặt chi lực. Trên cổ tràn đầy mũ nhọt, ẩn ẩn như có nút mũ chảy ra, nhìn buồn nôn cực kỳ. Trên thân người này còn có một cổ hương vị hồi thối, phản phất như xác thối. Mùi vị đó cho dù là thi pháp cũng ngăn cách không có được, khiến cho tất cả mặt tộc đều tránh xa chu kỳ này, ngay cả bác phẩm mặc đồ khác cũng như vậy. Nghe Hồng Để tra hỏi, Chu Kỳ không người nói, Khởi bẩm đại nhân Thuộc hạ khi còn nhỏ Từng du lịch tại trong một tòa càng khôn Khi thấy hai chi đại quân nhân tộc tranh đấu Thời điểm bên phương thất bại Khi đi cầu hòa Sẽ phái một đội nhân mã Dơ cao cờ trắng ra vẻ yếu thế Thấy cờ trắng Một phương khác liền sẽ không phát động công kích Thuộc hạ cảm thấy chúng ta có thể bắt trước Nâng cờ trắng Hồng để nghe thì ngạc nhiên Đây là sao Có vực chủ hỏi người bác phẩm mặc tộc bên mình có chuyện này thật ư bác phẩm mặc đồ kia trầm tư trong chốc lát rồi mới đáp có nghe nói bất quá mỗi càng khôn đều có phong tục đặc biệt riêng cũng không phải là tất cả càng khôn thế giới đều là như vậy cũng không biết cử động lần này đối với đại quân nhân tộc bên kia là có hiệu quả hay không hồng để vuốt cầm được rồi có hiệu quả hay không thử một chút liền biết lấy cờ trắng tới đây. Ra lệnh một tiếng, lúc này có mặt tộc đi chuẩn bị. Không bao lâu, một cây cờ trắng liền được chế tác ra, nhưng lại sợ nhân tộc bên kia không nhìn thấy rõ, nên lá cờ trắng này được làm to lớn đến không gì sánh được. Sau đó lại có một đội mặt tộc từ đại diễn xuất quan. Mặt tộc thủ lĩnh dơ cao cờ trắng, nầm nớp lo sợ, hướng về trụ sở Nam Bắc quân mà đi. Trên mảnh vỡ phụ lục, hai vị thất phẩm tu đồng thuật nhìn thấy màn này đầu tiên. Thất phẩm vạn ma thiên có chút buồn cười. Mặt tộc dơ cờ trắng tới đây, cái này là đánh hay là không đánh? Bất kể hắn cầm cờ gì, chỉ cần tới gần là giết. Một chi đội trưởng của tiểu đội đằng đằng sát khí nói. Không ổn rồi. Thất phẩm phụ trách truyền lại tin tức, khoát tay nói. Ý của cấp trên là muốn hòa đàm cùng mặt tộc, Lần thứ nhất chúng ta giết sứ giả mặt tộc Còn có thể nói là do không rõ ý đồ của bọn chúng Bây giờ người ta dơ cờ trắng tới Lại ra tay Sợ rằng sẽ làm hỏng kế hoạch của cấp trên Chương 5266 Con thỏ bị ép tới đường cùng Còn biết cắn người Trước đó giết một đội mặt tộc kia Thoáng chiếm chút tiện nghi Còn không sao Nếu như sứ giả mặt tộc lại nhiều lần bị đánh giết khiến bọn hắn từ bỏ hòa đàm. Đối với nhân tộc bên này cũng không có chỗ tốt. Vị thất phẩm khai thiên này nói xong, tất cả mọi người đều nhao nhao gật đầu. Ta đi đến đó, nói chuyện một chút. Thất phẩm kia nói xong thì chủ động từ nơi ẩn thân đứng ra, dẫn dân đứng trong hư không. khinh thường nhìn về nhóm mặt tộc đang đi tới. Từ xa, lãnh chúa cầm đầu liền thấy được vị thất phẩm khai thiên này Chuyện này khiến tâm tình bất định lo lắng của hắn bỗng nhiên trầm tĩnh. Kết quả trước đó của một đội mặt tộc kia hắn thấy rõ. Sau khi nhận được nhiệm vụ liền e sợ, lo lắng cho mình sẽ theo gót những tộc nhân kia. Chẳng qua hiện nay nhân tộc đã nguyện ý chủ động hiện thân. Vậy nói rõ, bọn hắn đã biết ý đồ của mình khi tới đây. Như vậy xem ra dơ cao cờ trắng đúng là có hiệu quả. Gần nửa ngày sau, một đội mặt tộc dưới sự cầm đầu của mấy vị lãnh chúa đi vào phụ cận phụ lục. Nhân tộc chỉ có vị thất phẩm kỳ hiện thân, những người khác vẫn giấu trên mảnh vỡ phù lục. Mặc dù lẻ loi một mình, lại tự có hào khí vạn trượng. Đội ngũ mặt tộc khi đến vị trí cách vị thất phẩm kia 10 vạn dặm thì dừng. Lãnh chúa cầm cờ trắng quay đầu ra hiệu một chút một tên thất phẩm mặc đồ bên cạnh hắn liền tiến lên một bước, ôm quyền nói. Xin hỏi, vị sư huynh nào đang ở trước mặt? Thất phẩm khai thiên đứng phía trước, nhìn chăm chú mặc đồ này, khẽ thở dài rồi đáp lễ. Vô tưởng thiên, mộ thiên tùng. Nếu như kẻ tra hỏi là mặt tộc, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Thế nhưng, đến lại là một mặt đồ, Mặc dù nhìn trạng thái của đối phương là thuộc lại không cách nào cứu trở về, nhưng dù sao, gốc rễ của hắn vẫn là nhân tộc. Bị mặt hóa cũng không phải là nguyện ý của thân hắn. Trên chiến trường gặp được mặt đồ dạng này, bất kỳ một tướng sĩ nhân tộc nào khi ra tay cũng sẽ không lưu tình. Bởi vì tử vong đối với mấy mặt đồ này mới là giải thoát. Nhưng ở tình huống này cũng thật sự không thích hợp để bày ra sắc mặt. Vì mặt đồ này dù gì cũng đã từng là nhân tộc, từng trên chiến trường cùng mặt tộc dục huyết phấn chiến qua. Lãnh chú cầm đầu là một kẻ thông minh, chính mình không lên trước nói chuyện, ngược lại cho mặc đồ dưới trướng đến nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ sáng suốt. Thất phẩm mặc đồ kia gật đầu trả lời. Đại diễn, liềm hút. Mộ thiên tung cũng không nói nhảm mà nói ngay vào điểm chính. Mặt tộc dơ cao cờ trắng là có dụng ý gì Liêm hút đáp, bẩm sư huynh, mặt tộc bên này cô ý đến hòa đàm, nâng cờ trắng mà tới, lấy đó làm thành ý. Hòa đàm sao? Mộ Thiên Tung nghe thì nhíu mày, có vẻ như đang cảm thấy cực kỳ khó tin. Hai tộc huyết hải thâm cừu không cách nào hóa giải. Ngươi cảm thấy bọn hắn nói muốn cùng đàm luận, nhân tộc ta có thể tin hay không? Liêm hút đáp, sư huynh có tin hay không, không có quan hệ mấu chốt là quân đoàn trưởng cùng các tổng trấn bên trên có tin hay không ngụ ý ngươi còn không có tư cách quyết định chuyện này xử lý ra sao mộ thiên tung nhìn hắn chăm chú một chút sau đó hừ lạnh một tiếng không thể không nói mặc tộc bên kia để mặc đồ đến giao lưu việc này xác thực so với bọn hắn tự mình ra trận thì tốt hơn nhiều chỉ có nhân tộc mới hiểu rõ bản thân nhân tộc mặc đồ liêm hút nói Mấy trăm năm qua, mặt tộc tại đại diễn cường đại quân của sư huynh đã có nhiều lần giao phong, song phương đều có tổn thương. Bây giờ mặt tộc bị ngăn ở đại diễn, nhân tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dằn co qua lại lãng phí thời gian cùng tinh lực. Cho nên, bây giờ mặt tộc cố ý đem đại diễn trả lại cho nhân tộc. Không biết, nhân tộc bên này có nguyện ý tiếp nhận hay không? Mộ thiên tung nghe thì trong lòng cười lạnh, Rõ ràng mặt tộc tại Vương Thành đại chiến thất bại. Mặt tộc tại đại diễn muốn vứt bỏ quan mà chạy. Bây giờ từ trong miệng tên này nói ra, lại giống như là mặt tộc giao cho nhân tộc một đại nhân tình. Đây là khi dễ Nam Bắc quân, không biết tình báo chiến sự tại Vương Thành hay sao? Quả nhiên hết thảy, đều như mễ đại nhân sở liệu. Mặt tộc sẽ ở điểm này làm văn chương. Trong lòng của hắn rõ ràng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra không biết chút nào mặt tộc muốn đem đại diễn trả lại cho nhân tộc sao? Liêm hút gật đầu đáp. Đại diễn vốn là quan ải của nhân tộc, bây giờ trả lại bất quá là vật quy nguyên chủ mà thôi. Mặt tộc có điều kiện gì sao? Mộ thiên tung giả vờ nghi ngờ. Không có khả năng trả lại đơn giản như vậy chứ. Mặt tộc không đến mức hảo tâm như thế. Liêm hút khẽ mỉm cười. Mặt tộc bên kia tự nhiên là có điều kiện rồi. Bất quá, loại sự tình này. Người và ta trao đổi cũng không được tính. Chỉ có thể để chủ sự hai tộc tụ hợp mới có thể đi đến kết luận mà thôi. Mộ thiên tung vuốt cầm. Nói có lý, nếu như vậy, các người ở đây chờ, ta quay trở về đưa tin. Nói rồi lấy ra truyền tin châu, thần niệm phun trào, cùng trụ sở phụ lục bên kia liên lạc. Chúng mặt tộc tâm thần vừa bất định lại vừa bất an chờ đợi Nhất là lãnh chúa cầm cờ trắng, luôn cảm giác đang có từng đôi mắt âm thầm theo dõi hắn, luôn không được tự nhiên. Trải qua một lúc, mộ thiên tung ngẩng đầu lên nói. Thượng tần có lệnh, mặt cọc nếu như nguyện hòa đàm, liền có thể để chủ sự vực chủ vào bên trong quân đoàn trưởng cùng các tổng trấn. Mọi người tự sẽ cùng hắn tâm sự. Liêm hút đối với việc này giống như sớm đã đoán trước, chỉ là mỉm cười lắc đầu. Như vậy thì không được. Nếu khi vật chủ đại nhân vào trong, quân đoàn trưởng cùng các tổng trấn chật hạ sát thủ, vật chủ đại nhân chưa hẳn có thể giữ được chu toàn cho bản thân. Mộ Thiên Tung hừ lạnh nói, Người đã từng là nhân tộc, tự biết. Nhân tộc đã nói như vậy là nhất ngôn cửu đỉnh. Liêm hút đáp, Mọi người đều hiểu, bình bất yếm trá. Mộ Thiên Tung không kiên nhẫn. Vậy người nói làm thế nào đây? Sự huynh, xin chờ một lát. Nói rồi liêm hút quay đầu nhìn qua lãnh chúa cầm cờ trắng, một phen thận niệm phun trào bắt đầu giao lưu. Mộ Thiên Tung cũng không biết bọn hắn đang trao đổi điều gì, chỉ thấy tên lãnh chúa kia không ngừng gật đầu, một bộ chỉ nghe lệnh liêm hút. Đoán chừng cũng là bị từng đạo sát cơ vùng trộm kia làm cho tâm hoảng ý loạn. Lúc này đâu còn tâm tư suy nghĩ cái gì, tự nhiên là liêm hút nói cái gì là cái nấy chốc lát sau liêm hút nói ta nghĩ cao tầng hai tộc sẽ tuyển chọn một khu vực thích hợp để tụ họp trao đổi đề phòng một phương có tâm tư khác ý sự huynh ra sao ở đâu là khu vực thích hợp mộ thiên tung hỏi liêm hút đáp bên ngoài đại diễn quang trăm vạn dặm khoảng cách này vẫn còn trong phạm vi bao trùm của pháp trận tại đại diễn quang liêm hút nói vậy cũng là muốn cho nhân tộc bên kia cò kèm mặt cả Ai có thể nghĩ mộ thiên tung lại một lời đáp ứng. Theo ý người, bên ngoài đại diễn quan trăm vạn dặm. Hắn đáp ứng sẵn khoái như vậy cũng làm cho liêm hút khẽ giật mình, ngạc nhiên nói. Sự huynh, không cần xin chỉ thị bên trên sao? Mộ thiên tung đảm nhiệm nhiều việc. Vừa rồi thường tần đã truyền tin để cho ta toàn quyền làm chủ. Trên thực tế, khi nãy hắn cùng trụ sở bên kia liên hệ, bể kinh luân liền đoán trước. Chuyện này hắn có thể lập tức đáp ứng bởi vì Mễ Kinh Luân đã chắc chắn với hắn. Mặc kệ lựa chọn hòa đàm ở đâu, mặt tộc cũng sẽ không dám tùy tiện khai chiến. Bây giờ nhường một bước khi hòa đàm liền có thể tiến một bước. Liêm hút cũng không biết có nên tin tưởng hay không. Thế nhưng mặc kệ, cũng chỉ có thể tin tưởng mà thôi. Dầm ba câu như vậy đã quyết định được địa điểm hòa đàm. Đây là điều ai cũng không ngờ tới. Nhất là vì lãnh chú lĩnh đội của mặt tộc khi hắn cầm cờ trắng quay trở về đại diễn, vẫn có loại cảm giác không chân thật. Đem kết quả chuyến này cáo tri cho Hồng Đế. Hồng Đế cùng các vật chủ khác cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nhân tộc lại nguyện ý hòa đàm tại nơi cách đại diễn chỉ có trăm vạn dặm. Cái này cần có tự tin cường đại ra sao? Hay là nhân tộc còn có an bài khác? Trụ sở trên phụ lục, thừa trong trung quân của khu mặt hạm Mễ Kinh Luân cất bước đi ra. Một đám bác phẩm tổng trấn ở sau ồn ào, có người kêu gào muốn đi cùng, cũng có người kêu muốn đem hạm đội cùng nhau đến tạo áp lực. Dù sao địa điểm cùng đàm luận cách đại diễn quá là gần. Nếu là mặt tộc bên kia có gì động gì mà nói, nhân tộc sẽ ăn thiệt thòi lớn. Mễ Kinh Luân để bọn hắn tùy ý kêu la, chờ bọn hắn kêu xong dừng thì mới nói. Không cần người khác đi cùng đâu, cũng không cần hạm đội đi theo, một mình ta đi là được rồi. Mắt thấy các bác phẩm lại sắp ồn ào, Mễ Kinh Luân nói tiếp. Yên tâm đi, mặt tộc lần này vô luận ra sao cũng không dám động thủ. Âu Dương Liệt mặc kệ hắn. Mặc kệ bọn hắn động thủ hay là không, ta và ngươi cùng nhau đi. Mễ Kinh Luân bật cười. Người thường thế còn chưa có lành, đi cùng ta mà làm gì? Âu Dương Liệt nói. Thường thế đã không quá mức trở ngại rồi, nếu thật muốn liều mạng mà nói, lão tử hiện nay cũng không có yếu hơn ai. Mễ Kinh Luân lắc đầu. Ở lại dưỡng thương đi, với tính tình này của ngươi mà theo, chưa chắc là chuyện tốt. Âu Dương Liệt đưa tay, bóp miệng mình, hàm hồ nói. Ta đi qua, không nói lời nào là được chứ gì. Thật sự muốn đi ư. Ừ. Mễ Kinh Luân nhìn sang hắn hỏi. Âu Dương Liệt đáp chân mọc trên người ta, ta đi đâu, người quản được sao? Mễ Kinh Luân xoa xoa tráng. Thôi, được rồi. Âu Dương Huynh muốn đi, liền cùng nhau đi. Lần này các bác phẩm càng trực tiếp bùng nổ. Mễ Kinh Luân một mình đi vốn đã không ổn. Bây giờ hai đại quân đoàn trưởng cùng nhau đi. Nếu như mặt tộc quát ý, chẳng phải là muốn bị tận diệt. Đến khi đó Nam Bắc quân như rắn mất đầu thì phải làm sao? Mắt thấy ồn ào không ngớt, rốt cuộc Mễ Kinh Luân vẫn phải hạ quân lệnh mới khiến cho các bác phẩm im không được nói. Chốc lát sau, hai bóng người phóng lên tận trời, thẳng đến phương hướng đại diễn quan mà đi. Tại một nơi nào đó trong trụ sở, Lý Tinh kinh ngạc quan sát, trong lòng vô cùng bội phục, như nước Tam Giang Ngũ Hồ đang cuồn cuộn. Mặt tộc thật sự muốn thỏa đàm. Đây là sự tình ly kỳ cỡ nào? Trước đó khi nghe nói việc này, hắn còn không dám tin tưởng. Sợ dĩ lưu lại, một là bởi vì không cần trở về Đông Tây quân bên kia. Thứ hai, cũng là muốn nghiệm chứng suy đoán của vị quân đoàn trưởng Mễ Kinh Luân này có chính xác hay không. Bây giờ xem ra, vị Mễ Đại Nhân này quả thật là liệu sự như thần. Quanh năm đi theo bên người Hạng Sơn, thấy được thiên phú quân lực yêu nghiệt của Hạng Sơn trên chiến trận. Bây giờ lại thấy thêm một người không kém hơn Hạng Sơn đại quân nhân tộc có thống soái như vậy, đối chiến cùng mặt tộc, lo gì mà không thắng. Trong hư không, Mễ Kinh Luân cùng Âu Dương Liệt sánh vai mà đi, lao thẳng tới phương hướng đại diễn quan. Ban đầu Âu Dương Liệt còn cam kết như của hắn lúc trước, im miệng không nói, giữ yên lặng. Bất quá rất nhanh, hắn liệm đem lời hứa của mình ném lên chín tầng mây, mở miệng nói. Là Mễ à, có một chuyện ta có chút không thấu, không biết người nghĩ thấu hay không. Mễ Kinh Luân cười nói. Là chuyện gì, Âu Dương Huynh? Âu Dương Liệt khoát tay nói. Đừng coi chế nhào ta. Đánh nhau giết địch thì ta lành nghề. Nhưng sự tình động não này từ trước tới nay không phải là thế mạnh của ta. Cho nên, việc này còn phải nhờ ngươi cho lời giải thích. Được rồi, ngươi nói đi. Âu Dương Liệt nói. Xem phản ứng của mặt tộc bây giờ, chiến sự bên Vương Thành bên kia Hẳn là nhân tộc ta đại thắng. Bằng không, bọn hắn không cần thiết vội vàng hòa đàm. Chương 5 Không sai. Hàng Sơn Sư Huynh bên kia an bài là quan minh chính đại từ Vương Thành bên kia phát binh đại diễn. Việc này cũng đã được mặt tộc tại Vương Thành lợi dụng mặt sao, đem tin tức truyền đến đại diễn quan. Bọn hắn muốn sống, nhất định phải cam đoan trong vòng nửa tháng rút khỏi đại diễn nếu không sẽ không kịp. Tuy nói Đông Tây quân từ Vương Thành chạy đến phải hào vị trí ít một tháng, nhưng mặt tộc muốn an toàn rút đi, nhất định phải rời đi trước nửa tháng. Nếu không, rất có thể trên nửa đường rút lui gặp phải Đông Tây quân có lão tổ tỏa trấn. Điều này đối với mặt tộc mà nói không phải là chuyện gì tốt. Vậy người cảm thấy vương chủ mặt tộc đã chết hay chưa? Âu Dương Liệt quay đầu nhìn mễ kinh luân. Việc hắn nghĩ mãi không hiểu cũng chính là việc này. Trong lòng tuy có một chút suy đoán cũng không dám khẳng định. Vương chủ hẳn là chưa chết. Mễ Kinh Luân đáp. Làm sao mà người biết? Mễ Kinh Luân đáp. Chuyện mặt tộc muốn đàm luận chính là muốn vòng qua Nam Bắc quân ta quay trở về Vương Thành. Vương chủ mà chết, Vương Thành nhất định bị lật úp. Vậy bọn hắn quay trở về Vương Thành còn có ý nghĩa gì? bọn hắn hoàn toàn có thể từ hậu phương đại diễn rút quân, quấn một vòng tròn lớn đi về phía bên trái, tìm nơi nương tựa tại chiến khu phong vân của mặt tộc, hoặc là tìm hướng bên phải tại chiến khu thanh hư. Bây giờ nếu bọn hắn muốn trở về vương thành, vậy nói rõ vương chủ còn sống. Âu Dương Liệt nghe thì vuốt cầm nói, ta cũng là nghĩ như vậy, xem ra chuyện cũ kể không có tệ. Quả nhiên, anh hùng cùng chung chỉ hướng, hắn là một kẻ mãn phu lại chẳng biết xấu hổ mà thiếp vàng lên mặt mình làm như mình cũng rất là thông minh mễ kinh luân khẽ cười còn có một điểm chỉ ra được điều này rõ hơn một chút ồ là điểm nào mễ kinh luân đưa tay chỉ vào đại diễn quan nếu như vương thành bị hủy mặc sao vương cấp nhất định là không còn mặc sao cấp bậc chủ tại đại diễn cũng sẽ dôn vùi theo bây giờ mặt sao tại đại diễn vẫn bình thường đã nói rõ, mặt sao bên phía Vương Thành không có việc gì. Mặt sao không có việc gì thì Vương Chủ cũng không sao. Âu Dương Liệt gật đầu liên tục. Đúng, 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 đúng tài chính là nghĩ như thế. Tại đại diễn quan, chúng vật chủ mặt tộc còn đang nghiên cứu thảo luận nhân tộc có âm mưu quỷ kế gì hay không, thì có lãnh chúa vội vàng đến báo. Có nhân tộc đang cấp tốc tiếp cận đại diễn, coi uy thế chính là bác phẩm khai thiên lấy hồng đệ vực chủ cầm đầu, tất cả chúng vực chủ đều giật mình. Hồng đệ nói, tới bao nhiêu người? Chỉ có hai người. Sau lưng có tung tích của đại quân nhân tộc hay không? Đại quân nhân tộc vẫn ở trụ sở án binh bất động, cũng không có gì khác thường. Hồng đệ không dám tin, vội vàng lách mình lướt về phía tường thành, định nhãn quan sát. Quả nhiên, thấy bên kia có hai bóng người hóa thành lưu quan, đang gấp rút hướng tới gần đại diễn. Đúng là bác phẩm không thể nghi ngờ. Hồng đệ có thể tin tưởng cảm nhận được người đến trên thân quy thế bác phẩm khai thiên. Thật sự chỉ có hai người thôi sao? Suốt nhiều năm là địch, hồng đệ cũng không có nhìn được muôn tán thưởng khí phách kinh thiên của hai vị bác phẩm nhân tộc này. Đổi lại là hắn sẽ không dám làm như vậy đâu. Trước đó khi một đội mặt tộc trở về báo cáo tình huống, bọn hắn đều cảm thấy nhân tộc đồng ý ở ngoài đại diễn quan trăm vạn dặm hòa đàm, khẳng định có âm mưu quỷ kế muốn thi triển. Nhưng mà hôm nay xem ra, nào có cái gì mà âm mưu quỷ kế, người ta chỉ có hai bác phẩm cứ như vậy mà tới. Ngược lại, lộ ra rằng, bọn hắn đã có mức không phóng khoáng. Một đám vật chủ thấy tình cảnh này đều có chút không biết làm sao. Nếu như nhân tộc thật sự thi triển âm mưu quỷ kế, bọn hắn còn có thể nghĩ biện pháp ứng đối nhưng tình huống hôm nay nên ứng phó ra sao? Tất cả vực chủ đều nhìn sang Hồng Để chờ hắn quyết. Hồng Để trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói Nhân tộc có khí phách này, mặt tộc ta lại không có hay sao? Là vì nào theo ta tiến lên đón khách? Nếu có thể lựa chọn, Hồng Để tuyệt đối không nguyện ý rời khỏi đại diễn quan. Nhưng hôm nay hắn là chủ nhân của địa bàn này cũng là chủ sự của mặt tộc bên này, hắn không ra mặt thì ai. Ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt của các vực chủ, tất cả chúng vực chủ đều trầm mặt, hoàn toàn không có người xung phong nhận việc. Hồng đệ trong lòng thở dài, biết các vực chủ là do lần trước đại chiến bị những bác phẩm nhân tộc làm cho kinh hãi. Trận chiến kia, từng bác phẩm nhân tộc không màng sống chết, hoàn toàn mặc kệ tính mạng của chính mình, muốn kéo theo các vực chủ cùng đồng quy vô tận hắn khi ấy mặc dù không có tham chiến mà đang tọa trấn tại đại diễn, nhưng sau đó cũng nghe nói trận chiến kia vô cùng bi tráng. Nếu đổi lại là trải qua một trận chiến như vậy, đối với bác phẩm nhân tộc, sợ rằng cũng sẽ giống như những vật chủ này. Không ai chủ động đi ra, vậy cũng chỉ có thể điểm danh mà thôi. Hồng để nhìn về một vật chủ có thân hình như nhân tộc. Nữ ấp, người theo ta vượt chủ kia nghe thì giật mình hoàn toàn không ngờ đến hồng để sẽ điểm danh nàng bất quá trước mắt bao người mà sau đó còn phải quyết định sự tuần vong của toàn bộ mặt tộc đại diễn tự nhiên sẽ không cho phép nàng ở đây lui bước chỉ có thể kiên trì nói vâng đi thôi hồng để vung tay dẫn đầu lướt về phía tường thành nghênh đón phía trước nữ ấp theo sát sau đợi cho tới khi bọn hắn cách bên ngoài đại diễn trăm vạn dặm hồng để mới dừng yên lặng chờ nữ ấp tiến lên một bước cùng hắn đứng sóng vai tốc độ của hai bác phẩm nhân tộc phía trước không nhanh không chậm ước chừng còn gần nửa canh giờ mới có thể tới bất quá khí tức hùng hồn kia đã có thể rõ ràng cảm giác càng có thể ẩn ẩn nhìn thấy thân ảnh giấu trong độn quang nữ ấp bỗng giống như phát hiện ra điều gì toàn thân rung lên kinh ngạc nói hắn vậy mà không chết cái gì Hồng để không hiểu nhìn sang nàng nữ ấp chỉ về một trong hai vệt đồn quang ở đằng trước khi tức nóng hơn kia hẳn là của tên nhân tộc có mái tóc màu đỏ chập thung vật chủ chính là chết trên tay hắn hắn khi ấy lẽ ra phải chết nhưng mà hôm nay xem ra vậy mà còn sống lúc chập thung vật chủ chiến tử nữ ấp ở ngay gần đó tận mắt nhìn thấy chập thung bị vị bác phẩm khai thiên có mái tóc màu đỏ kia chém cho một kiếm mất mạng nhưng là ngay sau đó khí tức của vị bác phẩm khai thiên kia cũng trở nên điêu linh, khiến cho nàng cho rằng bác phẩm kia đã theo góc chập thùng. Bây giờ mới biết bác phẩm kia vậy mà không chết. Cảm nhận được khí tức quen thuộc này, nữ ấp liền không khỏi hồi tưởng trong trận chiến ấy. Đại hán khôi ngô này có phương thức tác chiến hung ác ra sao? Nàng không khỏi rụng mình. Mà nghe nàng nói hồng đệ cũng không khỏi càng thêm chú ý đạo khí tức cực nóng kia. Hắn có thể phát giác khi tức kia mặc dù hùng hồn nhưng tự hồ có chút bất ổn, hẳn là thương thế còn chưa lành. Như vậy xem ra trong trận chiến 10 năm trước, người này mặc dù sống sót, thế nhưng thụ thương cũng rất nghiêm trọng. Nếu không, không đến mất thời gian dài như vậy còn chưa thể khôi phục. cũng nhân tộc tranh đấu nhiều năm, hồng để một mực không có hiểu rõ. Chủng tộc này lấy ưu thế ở đâu? Tốc độ tu luyện không nhanh bằng mặt tộc. Tổ chức thân thể cũng không có mạnh bằng. Càng không thể như mặt tộc, chỉ cần có mặt xào cường tài nguyên, liền có thể liên tục không ngừng sinh dục vô tận đại quân. Thế nhưng, vô số năm qua, thế cuộc trên mặt chi chiến trường vẫn luôn cháy bỏng. Mặt tộc chưa từng có thể hình thành thế nghiền ép đối với nhân tộc. Nếu như nhất định phải tìm một ưu điểm mà nói, đó chính là ương ngạnh. Một chủng tộc nếu không đủ ngoan cường, sẽ không cách nào ngăn cản được mặt tộc. Sau gần nửa canh giờ hai đạo lưu quang độn đến phía trước. Tại khoảng cách hồng Đễ cùng nữ ấp không đến trăm dặm thì dừng bước. Khoảng cách này có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Đối với vật chủ cùng các bác phẩm khai thiên, đây quả thật là mặt dán mặt. Nhất tay nhất chân đều có thể đụng phải đối phương. Chuyện này khiến hồng Đễ cùng nữ ấp không khỏi tự chủ hơi căng cứng người. Lưu quan tản đi, lộ ra bóng dáng hai người. Một người ăn mặc như nho sĩ, quạt lông kinh luân. Một người thì có mái tóc màu đỏ, thân hình cường tráng. So với hồng đế và nữ ấp đang khẩn trương, hai vị nhân tộc này lại vân đạm phong khinh. Bác phẩm có mái tóc màu đỏ khi nhìn ra bọn hắn đang khẩn trương, liền cười khẩy. Điều này khiến cho hồng đế không khỏi âm thầm nổi nóng. Bây giờ hai vật chủ bọn hắn lưng tựa đại diễn quang. Nếu có chút gì thường gì, rất nhiều pháp trận bí bảo trên đại diễn quang liền có thể phát huy ra uy lực mà đánh tới đây hắn sợ cái rắm. Ngược lại hai nhân tộc kia lại là, là tứ cố vô thần. Nếu thật muốn gây xung đột, đối với bọn hắn nửa chỗ tốt đều không có. Nghĩ như vậy thần sắc của Hồng Đệ trầm tĩnh, học theo bộ dáng của nhân tộc ôm quyền nói. Hồng Đệ Nữ ấp sát theo báo lên tên họ của chính mình. Mễ Kinh Luân thì mỉm cười. Đại diễn Bắc Quân, Mễ Kinh Luân. Đại diễn Nam Quân, Âu Dương Liệt trong lòng hồng đế nào nào. Giao phong nhiều năm, bây giờ hắn mới biết. Đại quân của người ta, vậy mà ban đầu lấy mệnh danh là đại diễn, có thể thấy quyết tâm thu phục đại diễn ra sao. Đại danh hai vị tiên sinh, dù ta chưa nghe, nhưng nhiều năm giao thủ cũng có thể biết, hai vị có mưu lực xuất chúng. Những năm này, mặt tộc ta đã ăn không ít thua thiệt từ hai vị. Mễ Kinh Luân khẽ mỉm cười nói, Nhân tộc ta yếu thế, tự nhiên chỉ có thể lấy mưu lược thủ thắng trên chiến trường. Tường hổ là quân giặc, ra tay cũng sẽ không lưu tình. Âu Dương Liệt bỗng lặng lẽ truyền âm cho Mễ Kinh Luân. Mặt tộc mà cũng biết vuốt mông ngựa hay sao? Cũng không biết đây là hắn vô tình hay cố ý. Những lời này nói ra chính là trong phạm vi truyền âm. Hồng Để cùng nữ ấp tự nhiên nghe rõ ràng, trong lúc nhất thời sắc mặt có chút không nhịn được. Hồng Để đè xuống lửa giận trong lòng, tiếp tục nói. Bất quá mặt tộc ta dù tổn thất nặng nề thì nhân tộc các ngươi tổn thất cũng không có ít. Những năm gần đây hai tộc chúng ta cũng coi như ai cũng không chiếm được tiện nghi của ai. Bây giờ mặt tộc ta càng có được đại diễn. Nhân tộc ngươi binh lực không có đủ. Muốn công quan sợ răng bất lực. dáng vẻ tươi cười của Mễ Kinh Luân vẫn không thay đổi. Sự tình công quan, chúng ta vẫn đang suy nghĩ, có được hay không được chỉ cần đánh qua là biết thôi. Hồng đế câu mày nói. Tiên sinh, không sợ nhân tộc đánh trận này xong, toàn quân bị diệt hay sao? Mễ Kinh Luân lay động quạt lông trong tay rồi là cười đáp. Nhân tộc ta từ trước tới nay không sợ cái chết. Dù ngũ phẩm, lục phẩm hay thất phẩm cũng như vậy. Chính là chúng ta, dù là bác phẩm khai thiên đều giống nhau. Sau một trận chiến trước kia, ta tin rằng mặt tộc đã phát giác được quyết tâm của nhân tộc chúng ta. Hồng đệ ngừng tiếng nói. Dù chưa tận mắt chứng kiến, nhưng sau đó cũng có nghe. Nhân tộc xác thực là không tầm thường. Mễ Kinh Luân thua lại quạt lông rồi mở miệng nói. Nhàn thoại ít thôi. Lúc trước sứ giả mặt tộc tiến về phía nhân tộc ta nói rằng mặt tộc có ý muốn hòa đàm. Không biết hồng đệ tiên sinh muốn làm sao hòa đàm. Là ở chỗ này cùng ta đàm luận tướng sĩ hai tộc ai dũng cảm hơn, ai có thể xả thân lấy nghĩa hay sao? Hồng Để nói, tất nhiên là không rồi. Chúng ta đã muốn cùng đàm luận, vậy liền nói việc này đi. Bây giờ mặt tộc ta có được đại diễn, nhân tộc lại không đủ binh lực, khó mà công quan. Cứ như vậy dằn co qua lại, đơn giản là đang lãng phí tinh lực cùng thời gian. Mà đại diễn quan còn là quan ải của nhân tộc cũng không phải là căn cơ của mặt tộc ta. Chúng vực chủ ta đã cẩn thận thương thảo qua một phen, quyết định đem đại diễn trả lại cho nhân tộc. Không biết, nhân tộc bên này có nguyện ý tiếp nhận hay không? Mễ Kinh Luân nói, Đại quân nhân tộc ta đường xa mà đến chính là vì thu phục đại diễn. Mặt tộc đã muốn chấp tay trả, nào có đạo lý không tiếp thu. Vậy thì dễ nói chuyện rồi. Đại diện có thể hoàn trả cho nhân tộc thế nhưng cũng có điều kiện. Kết thúc tập 1123 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.